bơm hơn 141 tỷ đô la Mỹ vào thị trường tài chính. Tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh vào ngày 24 tháng 9, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, PBOC, Ban Gongsheng đã công bố loạt biện pháp nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang phải đối phó với vấn đề nợ kéo dài trong lĩnh vực bất động sản, áp lực giảm phát liên tục và thất nghiệp cao ở giới trẻ. Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết, ngân hàng sẽ cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc 0,5 điểm phần trăm, hạ lãi suất chính sách và lãi suất chuẩn thị trường. Động thái này sẽ bơm khoảng 1.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương 141,7 tỷ đô la Mỹ thanh khoản dài hạn vào thị trường tài chính. Trung Quốc cũng sẽ hạ lãi suất các khoản vay thế chấp. Theo hãng tin Reuters, giới phân tích đặt câu hỏi liệu việc PBOC bơm thanh khoản sẽ mang lại hiệu quả ra sao, xét tới nhu cầu tín dụng đang yếu của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc đang thiếu những chính sách cụ thể để hỗ trợ các hoạt động kinh tế thực. Đây là gói kích thích kinh tế quan trọng nhất của PBOC kể từ ngày đầu đại dịch, nhà phân tích Julian Evan Pritchard của công ty nghiên cứu kinh tế Capital Economics nhận định. Nhưng bản thân các biện pháp này có thể là không đủ. Ông nói và cho rằng có thể phải có thêm các biện pháp kích cầu bằng chính sách tài khóa để đưa tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước, GDP, năm nay của Trung Quốc đạt mục tiêu khoảng 5%. Cứu trợ thị trường bất động sản. Người đứng đầu Ngân hàng Trung ương cũng công bố một gói cứu trợ thị trường bất động sản đang gặp khó khăn của quốc gia này, bao gồm việc hạ lãi suất cho vay đối với các khoản thế chấp lên tới 5,3 nghìn tỷ đô la Mỹ và nới lỏng các quy định về mua nhà thứ hai. Ông Gongsheng cho biết thêm, Trung Quốc sẽ cho phép các quỹ và công ty môi giới tiếp cận các quỹ của PBOC để mua cổ phiếu. Các biện pháp hỗ trợ thị trường bất động sản bao gồm giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất trung bình đối với các khoản vay thế chấp nhà và giảm tỷ lệ trả trước tối thiểu xuống 15% đối với tất cả các dạng nhà và một số biện pháp khác. Loạt chính sách kích thích mới được công bố khi ngày càng có nhiều tiếng nói kêu gọi Bắc Kinh vực dậy động lực tăng trưởng đang suy yếu. Nền kinh lớn thứ hai thế giới vẫn chưa có phục hồi rõ rệt về tăng trưởng do khủng hoảng bất động sản kéo dài, tiêu dùng trong nước vẫn ảm đạm và xung đột thương mại với phương Tây ngày càng gay gắt. Ngành bất động sản và xây dựng chiếm hơn 25% GDP của Trung Quốc nhưng chịu áp lực chưa từng có kể từ năm 2020, khi chính quyền thắt chặt khả năng tiếp cận tín dụng của các nhà phát triển nhằm giảm nợ. Bắc Kinh đã triển khai nhiều biện pháp nhằm hồi sinh thị trường nhà ở, bao gồm chương trình mua lại nguồn cung căn hộ dư thừa. Bắc Kinh đã dỡ bỏ nhiều hạn chế đối với việc mua nhà, giảm mạnh lãi suất thế chấp và yêu cầu trả trước, nhưng cho đến nay thị trường vẫn chưa thể phục hồi. Nhu cầu trên thị trường nhà đất Trung Quốc vẫn ảm đạm và giá nhà tiếp tục sụt giảm, với tốc độ mạnh nhất hơn 9 năm vào tháng 8 vừa qua. Cuộc khủng hoảng về bất động sản này đã đè nặng lên nền kinh tế và ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng khi 70% tiền tiết kiệm của hộ gia đình Trung Quốc được đổ vào bất động sản. Các nhà phân tích vẫn không tin rằng các biện pháp mới nhất sẽ có tác động đáng kể. Ngoài ra, PBOC còn công bố một chương trình hoán đổi có trị giá 500 tỷ nhân dân tệ để các quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm và môi giới có thể dễ dàng tiếp cận nguồn vốn để mua cổ phiếu. Một chương trình khác có quy mô 300 tỷ nhân dân tệ vốn vay giá rẻ để hỗ trợ các ngân hàng thương mại cấp vốn cho các tổ chức khác mua cổ phiếu và mua lại cổ phiếu. Các số liệu kinh tế Trung Quốc gần đây suy yếu nhanh hơn so với dự báo, làm gia tăng tính cấp bách buộc các nhà hoạch định chính sách triển khai thêm biện pháp hỗ trợ. Về chính sách tài khóa, chính quyền các địa phương Trung Quốc đang triển khai nhanh việc phát hành trái phiếu nhằm rót vốn vào các dự án hạ tầng, nhưng giới phân tích cho rằng như vậy có thể còn chưa đủ. Một chính sách tài khóa quyết liệt là cần thiết để tạo ra nhu cầu thực trong nền kinh tế, một báo cáo của ANZ nhận định. Gần đây, loạt ngân hàng lớn gồm Goldman Sachs, Nomura, UBS và Bank of America đã đồng loạt cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc. Gói kích cầu mới của Trung Quốc được đưa ra gần một tuần sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, cắt giảm lãi suất mạnh tay. Động thái của Fed cho phép PBOC nới lỏng chính sách tiền tệ mà không gây quá nhiều áp lực mất giá lên đồng nhân dân tệ. Vẫn còn dư địa để Trung Quốc nới lỏng trong những tháng sắp tới, nhà kinh tế trưởng Lin Song của Ngân hàng Inc nhận định. Tỷ lệ thất nghiệp Trung Quốc cao nhất từ đầu năm. Theo các nhà phân tích, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc vào tháng 8 đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi hệ thống lưu trữ hồ sơ mới bắt đầu vào tháng 12 năm ngoái, do suy thoái kinh tế và chính sách tuyển dụng hạn chế. Dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, NBS, cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của những người ở Trung Quốc trong độ tuổi từ 16 đến 24, không bao gồm học sinh, sinh viên, đã tăng lên 18,8% vào tháng 8. Con số này tăng so với mức 17,1% vào tháng 7 và 13,2% vào tháng 6. Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị của Trung Quốc ở mọi nhóm tuổi đã tăng 5,3% vào tháng 8, tăng 0,1% so với mức tăng 5,2% vào tháng 7.
Số liệu của NBS cũng cho thấy tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm tuổi từ 25 đến 29 cũng tăng nhẹ lên 6,9% vào tháng 8 từ mức 6,5% vào tháng 7. Ông Jan Wang, chuyên gia kinh tế trưởng tại ngân hàng HSBC, cho biết những người trẻ ngày càng khó tìm được việc làm lương cao như trước đây bởi vì trong 3 năm qua, các ngành dịch vụ đô thị có giá trị gia tăng cao vốn thu hút nhiều sinh viên mới tốt nghiệp đã suy giảm mạnh, đặc biệt là bất động sản, tài chính và công nghệ thông tin. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng bởi các chính sách tuyển dụng hạn chế trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp khó khăn khi các công ty từ chối tuyển dụng những sinh viên mới tốt nghiệp đại học do khó khăn và chi phí liên quan đến việc sa thải lao động ở Trung Quốc. Ông Son Ren, người sáng lập China Market Research Group, cho biết nhiều công ty hiện đang từ chối tuyển dụng những sinh viên mới tốt nghiệp đại học vì họ lo ngại về chi phí và khó khăn về mặt pháp lý nếu họ phải sa thải ai đó sau một năm nếu nền kinh tế vẫn trong tình trạng trì trệ. Các công ty phải trả nợ cộng 2 nếu ai đó làm việc trong 2 năm, tức là thông báo trước 30 ngày cộng với 2 tháng lương. Điều này tốn kém nên không ai muốn sa thải bất kỳ ai ngay bây giờ hoặc thuê lao động mới. Đó là lý do tại sao tỷ lệ thất nghiệp nói chung không đến nỗi tệ nhưng tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên lại cao như vậy, ông Ren nói thêm. Trung Quốc đã tạm dừng báo cáo tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên trong phần lớn nửa cuối năm ngoái trong khi đánh giá lại các phương pháp tính toán của mình. Tỷ lệ thất nghiệp được cập nhật đối với những người trẻ tuổi không bao gồm những người vẫn đang đi học, phản ánh số lượng cá nhân theo đuổi giáo dục đại học ngày càng tăng trong một thị trường việc làm cạnh tranh hơn. Sự gia tăng tình trạng thất nghiệp ở thanh niên diễn ra khi Trung Quốc phải đối mặt với những cơn gió ngược kinh tế đáng kể. Gần 12 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học đã gia nhập thị trường việc làm vốn đã bão hòa vào tháng 6, làm trầm trọng thêm sự cạnh tranh về cơ hội việc làm và góp phần làm gia tăng tình trạng thất nghiệp. Vào tháng 5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tình trạng thất nghiệp ở thanh niên và coi đây là ưu tiên hàng đầu. Những vấn đề kinh tế rộng lớn hơn. Dữ liệu về tình trạng thất nghiệp được công bố sau hàng loạt số liệu đáng thất vọng khác từ Trung Quốc trong những tuần gần đây. Với doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp tăng trưởng chậm hơn dự kiến, làm nổi bật những thách thức lớn hơn trong nền kinh tế Trung Quốc. Sau sự phục hồi yếu ớt vào năm ngoái hậu đại dịch COVID-19, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tiếp tục phải đối mặt với những thách thức do thị trường bất động sản suy giảm và niềm tin của người tiêu dùng yếu. Bất chấp những lời kêu gọi ngày càng tăng về việc nới lỏng chính sách và các biện pháp kích thích, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã giữ nguyên lãi suất chuẩn quan trọng vào cuối tuần trước. Trong những năm gần đây, chính quyền Trung Quốc siết chặt quản lý đối với các công ty công nghệ lớn và các công ty gia sư sau giờ học. Cả hai ngành đều phụ thuộc rất nhiều vào sinh viên mới tốt nghiệp, điều này đã làm giảm triển vọng việc làm cho những người mới vào nghề. Những khó khăn kinh tế của Trung Quốc còn trầm trọng hơn do căng thẳng thương mại đang diễn ra với phương Tây, làm gia tăng thêm sự bất ổn. Mặc dù các hạn chế nghiêm ngặt về COVID-19 đã được nới lỏng hơn một năm trước, quá trình phục hồi sau đại dịch của Trung Quốc vẫn chậm hơn dự kiến. Sự kết hợp giữa tình trạng thất nghiệp gia tăng và các chỉ số kinh tế yếu kém đang làm xói mòn niềm tin của nhà đầu tư, đặt ra những thách thức mới cho các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!